Ohio, chào các bạn, lại là Na đây. Hôm nay rảnh rỗi nên là mình đi xem movie One Piece phim Red nè. Thực ra thì mình đã đi xem phim từ những ngày đầu công chiếu lận, nhưng mà bận ơi là bận, thế nên là bây giờ mình mới có thể lọ mọ làm được video. Video này thì mình có đi ngắm nghía khu trưng bày Standee One Piece nè. Sau đấy mình chơi game phim Red để lấy quà và review cuốn 4 tỷ được tặng kèm khi xem phim Red. Các bạn nhớ xem hết cả video để ủng hộ mình nha. Bây giờ mình sẽ đi khám phá khu One Piece nằm trong trung tâm thương mại. Nhìn từ xa đã thấy một hàng. Thảm đỏ One Piece phim Red, hai bên là nhân vật trong One Piece phim Red. Chào bạn, bạn đang đi đâu đây? Đi xem phim. Phim gì? Phim hoạt hình. Chị sao? Đang đi xem thì thấy các cái câu hỏi để có thể kiếm được sticker One Piece phim Red. Đây là câu hỏi số 4. Làng của Luffy có tên là gì? A. Kusa. B. Kaizoku. C. Ongaku. Tiếp theo chúng tôi sẽ đăng đến với cả câu hỏi thứ 5. Đây là ở trước cửa cái quán này. Pontoyu. Đâu? Chả thấy đâu hết. À đây. Đây, câu hỏi poster của One Piece Red ở góc đường này. Đó, dạ. Câu hỏi 5, Luffy no... Cái gì? Cô ấy quá. Giấc mơ của Luffy là gì? Chúng ta bắt đầu chơi game với câu 1. Gì bạn? Cái tên của hòn đảo mà Luffy đến trong One Piece Red à? Chả biết đảo gì? Orezia, Nazeria hay Erezia? Google thôi. Theo như chỉ dẫn thì câu hỏi nó ở gần cái Haruta. Cửa ra. Yeah, tìm thấy câu hỏi rồi. Câu hỏi số 2. Con biết phim Red á? Cái gì? Câu hỏi là gì? Thì trong cái One Piece phim Red thì con gái của Shiny thì tên là gì? Con gái của Shiny tên là gì? Ruta, Uta, Yuta. Đố bạn biết đấy. Uta. Thì chúng ta sẽ có phương án B. Tiếp câu 3 thì chúng ta sẽ lên đến tầng 5, đấy là dạp phim 109. Đấy cũng là cái chỗ mình xem phim ngày hôm nay. Yeah, và mình đến xem phim đây rồi, 109 cinema. Mình sẽ tìm câu hỏi thứ 3, cũng là cái câu cuối cùng của mình. Và bạn sẽ đổi phần thưởng ở đây nha. Yo. Còn một vòng cho các bạn biết dạp phim là như thế nào nha. Oh,
đồ ở rạp bán trong cái movie One Piece. Đây thì mình có một cái đựng cốc của thuyền Thao Đường Sunny với giá là 1.280 yên. Hoặc là mình có thể mua cái túi đựng bỏng ngô với giá 1.300 yên. Nó cũng rất là bình thường ha. Trong khi đó Sun A mất con ưu tào rồi. Đi lòng vòng một lát, tí thì mình quên phải đánh nốt câu 3 để lấy quà. Câu 3 chính ra là câu cực kỳ dễ luôn. Sau khi trả lời xong hết câu hỏi thì mình sẽ ra quầy để đổi quà nha. Quà sau khi chơi game là một tấm sticker One Piece Film Red có đủ các nhân vật chính luôn nè. Nhìn cưng xỉu luôn á, nhất là Thao Đường Sunny ấy. Khi mà mình lấy xong sticker cũng là lúc đến giờ chiếu phim nên là mình vào xem phim thôi. Trên đường vào thì có một đống các poster phim Red luôn. Đặc biệt là khi xem phim Red đợt đầu công chiếu là mình sẽ được tặng kèm thêm một cuốn hình minh họa phim Red có tên là 4 tỷ. Và phần tiếp theo của video chính là review coi cuốn 4 tỷ có những gì nè. Trong lúc chờ phim Red về Việt Nam thì các bạn ngó tặng cuốn 4 tỷ bản Nhật này nha. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình. Nhớ like, share và subscribe kênh của mình nhé. Bye bye! Thank you.